trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Tài Tử Trung Kiên mở đầu chương trình với thể điệu Lưu Thủy Trường, Công Đức Bác Hồ, sáng tác Duy Minh. Vào đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam sống trong cảnh lầm than, khổ cực với đói nghèo. Bởi sự thống trị của bè lũ thực dân, nhân dân ta vốn mới có truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước nồng nàn, quyết sống còn bởi lũ giặc ngoại xâm. Phong trào khởi nghĩa cần thất bại, nên dân tình phải khổ sở quán thương. Thuở ấy có một thanh niên làng Kim Liên tên Nguyễn Tất Thành, hai bàn tay không với một tấm lòng quyết sáng phương Tây. Chân lý cách mang về giải phóng cho dân tộc, thoát khỏi cảnh rỗng xiên, quá đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan. Người kêu gọi anh hùng chiến sĩ gần xa dựng lên phong trào đánh đổ chủ nghĩa thực dân, nơi hải ngoại xa xôi người chịu biết bao nhiêu là khổ cực sống bằng đôi tay lao động. Nhưng ý chí chẳng hoặc nghi động từ Á sang nghi Âu, người thầy vĩ đại cách mạng Việt Nam đã trở về với sự tình yêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã vạch ra chân trời công lý, phất cao ngọn cờ yêu nước như cho dân tộc con đường sáng lạng tương lai. Chúng ta nguyện mãi mãi nói theo lời di chúc của bác năm xưa, đưa nước nhà tiến tới tương lai. Ta phải luôn luôn nhớ lời người dạy bảo, dễ trăm lần không dân cũng chịu, có vạn lần dân liệu cũng xong.
là người suốt đời tin tưởng ở nhân dân, chiến nghi đâu vì dân. Từ tuổi thiếu niên cho đến phút cuối đời, ngày 2 tháng 9 năm 45 dưới nắng ấm Ba Đình, Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khắp nơi nơi hưởng ứng lời Bác truyền, phải đoàn kết kháng chiến trường kỳ, sẽ có ngày cách mạng thành công. 30 năm gian khổ hy sinh, đấu tranh giành tự do độc lập, đánh đổ ngoài xâm hung bạo, cho nước nhà tiến tới chiến dịch mùa xuân. Trang sử vàng vàng danh thế giới, chấm son lịch sử của dân tộc anh hùng, còn đang toàn dân nhớ mãi ơn người, công đức Bác Hồ vĩ đại. Tiếp theo chương trình là thể điệu tiểu khúc Quê hương Trung Dũng Kiên Cường của tác giả Đỗ Dũng do tài tử Kim Phương thể hiện. Long An dùng đất đai lớn rộng, một gốc đồng thác người của đồng bằng sông Cửu Long. Nền văn minh từ thời văn qua ốc eo hình thành, là cái nôi của nhà tài tử Phương Nam. Ngày nay tài tình nước dùng hạ thờ đức mở cánh giường.
Liên tục chương trình, tài tử Hữu Thanh trình bày thể điệu Liêu Giang, Thân Phận. Tài tử Ngọc Hoàng Oanh tiếp tục chương trình với bài ca Tri Âm theo thể điệu Tây Thi Vắng. Thank you.
sinh. Kể qua về chuyện đầu ca, các nghệ nhân nghệ sĩ gần xa cũng đều thường xuyên họp mặt, tạo nên cơ hội gặp gỡ cùng nhau. Trước là gây nên đoàn kết tinh thần, liên quan hỗ trợ sự nghiệp cầm ca, sao cho nghệ thuật tinh hoa. Mỗi nghệ nhân phong cách đều đặc biệt, không ai trùng hợp tinh tình. Người trầm lặng, người tinh nước nghiêm trang, bóng phim thăng trầm tuyết diệu, còn buông dây rung động thước lúc mơ khoan, lúc nhặt lá thường. Xưa kia có hai danh cầm lối lặng, bên Mã Yên tao ngủ bất ngờ. Dù ba nhà cảm kích chung tư kỳ, đôi bên thề nguyện kết bạn đồng tâm. Tri âm thật khó, có được mấy ai hòa hiệp cung đàn nhạc lời ca, điệu tương phùng ngâm nga tiếng nhạc, âm thanh dao động sâu lắng tâm hồn. Cuộc đời tâm sương dày dặn, rồi ngày mai tơ trùng phím lạc, nhớ về nhau hai chữ tri âm. Còn tiếng nhạc đời còn tươi đẹp, sông lan tiếng nhịp trường canh. Nhiệm vụ nhắc nhở các chú các anh trầm tràn, nhưng khi hòa điệu nói đến chữ điệu lại càng khó thay. Tình cảm giao duyên ý hiệp tâm đồng, dẫu rằng thế sự chuyển xuôi, mặc cho ai đoạt lời tranh danh, tôi với anh quyên tâm sự trao nhau. Khúc nhạc trừ tình nào nùng ai quán, giữa lúc đêm khuya nghe tương chừng như đất rụt, tiếng độc quyền nào nuốt bi ai tự rung. Sao xuyên lòng người, sao mất ba năm bốn quán bảy bài nhạc lễ, cùng thương âm nhạc cổ truyền. Người hậu lai giữ lấy cội nguồn, không phụ lòng các bậc tiền nhân. Từ xưa cho đến ngày vẫn dùng ngũ cung, họ sự sang xê công khoan nhặt bóng trầm. Nhạc là tâm tư người nghệ sĩ, khuyên ai chớ nên tranh nhau văn nghệ mà tổn thương danh nghĩa ca cầm. Văn nghệ giao lưu nào phải đâu tranh tài, giữ sao tình bạn tồn tại mãi với thời gian. Chương trình được liên tục với thể điệu văn thiên tường qua Xế Sản, Nhớ Đức Quần Công, soạn lời Quỳnh Triều, qua tiếng hát của tài tử Văn Úc. Khách hầu làng tôi cổ kính thay, có ngôi cổ miêu có đền đài, đồi cao thanh khí lăng Quỳnh Đức, di tích lâu tồn mãi hầu
trang sử còn ghi. Tộc họ Huỳnh tấn Nguyễn vua Phong là bậc công thần thời triều Nguyễn, vị võ tướng Đông Sơn. Thuở tiêu thời ung đúc chi theo nghiệp kim cung thọ chi tàn, trước cảnh binh đao khôi lửa nào ngoài xâm nổi loạn. Là chàng trai hệ dài mang cùng tiến lên đường, vượt núi rừng cứu chúa Nguyễn, thoát khỏi dòng dây. Giữa cảnh tiền ta đầu hướng sông, dù có hiểm nguy cũng chẳng sợ lòng, ngắm ngồi thay trang sử cũ dấu son còn đắm. Bao chiến công gian dội giang sơn thống nhất một nhà, đất phương Nam từ đây ghi lên bản đồ. Niềm tự hào của toàn quốc thuộc chủ quyền dân tộc Việt Nam, đứng trước mồ quận công nhớ người xưa mở rộng cõi bờ, lòng luôn ngắm ngùi nghĩ lại chuyện cổ kim. Ôi người xưa đã cởi hạt lên mây giờ nơi sao quạnh vắng lá rơi phủ mộ phần, nhìn giọt mưa thu bay lất phất rêu bám nắm mồ phong. Trời ám đạm cảnh thu sâu về cõi nguồn nghĩ lại người xưa, kết thúc chương trình. Tài tử Hoàng Lan hát thể điệu vòng cổ nhịp 16 gửi tình theo anh, sáng tác Quỳnh Hồng.
nhìn theo những cánh chim bay để gửi lòng mình đến anh người lính xung chắc trong tay giữ gìn biển đảo. Nơi ấy xa xôi chắc đêm đêm sóng vỗ rì rầm tiếng sóng âm vang như hồn tiếng sông núi nung chí kiên cường người lính đang gánh trên mình tổ quốc làm sao những cánh chim trên biển cháu liền tưng bừng như theo giờ bản tình ca bài tình ca người lính đảo Trường Sa đang dõi mắt nhìn hoàng sa yêu dấu ôi một quần đảo gắn liền xương thịt của Việt Nam còn xa cách chia lìa càng lớn thêm lúc đìa không thể có mà hai phần được phân chia chân lý là đây lịch sử đã định rồi em đã đoàn tàu hùng dung cười sóng thần giữa biển ra khơi giữ những bãi san hô giữ từng hòn đá cùi giữ bình yên độc lập chủ quyền lòng em tình của đất liền gửi ra biển đảo là gửi tình theo anh. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.